Hello tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với clip mới nhất của mình. Cũng như là hôm nay mình sẽ thấy anh em rally đi kèo thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt đâu các bạn. Cũng tại vì khoảng thời gian gần đây thì ở clip trước mình cũng có nói cái clip của game khác các bạn. Mình cũng nói là dạo này mình khá bận, cũng như là việc mình rút tiền của Google AdSense về nó hơi khó khăn một tí ấy, nên mình ít hạn rất ít làm clip. Và cho nên rất ít luôn, 1 tháng 2 là thời tháng 9. Bữa nay là ngày 1 tháng 10 nhé. Tháng 9 là mình làm rất ít clip. Nói chung là không không tới chỉ tiêu như những các tháng trước. Ở thì mình cũng thật sự rất xin lỗi mọi người. Nên mình đi kèo nhẹ. Ở kênh mình á, thì mình thường mình sẽ quay từ đoạn đầu tới đoạn cuối luôn, thường là sẽ vậy. Để mà mình các bạn theo theo dõi xuyên suốt cái quá trình tụi mình đi rally hoặc là đi date này kia, thì đó là cái kiểu như không biết chắc là các cách mà mình quay hay sao ấy. Đây Kim Mon, có bạn bảo là ồ nó dài quá đi, các bạn có thể bảo mình là tại sao không cắt bớt. Thì nếu mà các bạn muốn xem những cái trận đánh á thì ok, các bạn có thể là xả qua giùm mình, xả qua thời gian giùm mình nhá, coi cái lúc đánh thì các bạn xem. Còn thường thì mình sẽ chém gió nhiều hơn, để mình chủ yếu là kênh của mình làm để các bạn xem giải trí. Đi kèo các bạn, đi kèo quá trời, mấy nay cũng kèo quá trời luôn, nhưng mà toàn cái lúc mà mình offline không à, lúc mình đang đang đi làm này kia cái ôi thông báo kèo lên quá trời, đâu đi được đâu. Kênh của bạn của mình đó là các bạn xem giải trí thôi nha, kiểu như mình xả stress chứ không phải là chuyên về kỹ thuật. Và một số clip mình hướng dẫn các bạn, hướng dẫn chia sẻ cho các bạn các kinh nghiệm chơi game đó, thì nó sẽ tính là hàng từ tân thủ tới cái hàng tầm trung thôi, quá lắm là tầm trung thôi, còn cao nữa thì mình không chắc nha. Tại vì khả năng mình nói chung là biết cái gì thì chia sẻ cái đó thôi, để cho các bạn mới chơi nó bớt bỡ ngỡ về cái game này hoặc là những game khác nó bớt bỡ ngỡ. Như nếu mà cao quá như là đi đánh pháo nè, đi rally ám nè, đi này kia đủ thứ hết, thì mấy cái đó là mình không biết, thật sự không biết nha. Nói chung là mình không có tìm hiểu nhiều, có bao giờ được làm thầy đi học đâu đúng không, cày chay mà có bao. Nói chung là không phải là cày chay vấn đề nhiều, nhưng mà ạt mình khá là yếu, mình chia nhiều ạt quá nên mình không có thời gian các bạn, không có thời gian để cày hết. Đây đồ bên mình đẹp chưa? Ok, tại vì quá trời cái thời gian nên mình không đủ thời gian để mà mình làm hết. Nhiều game nữa mà các bạn, nhiều game này kia. Ok. Bạn nào mình có thấy một số bình luận, không biết là bạn có bạn nào chơi laptop không? Laptop hoặc máy tính này kia thì mình ok, để mà mình sẽ làm một video lại chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình xài nhiều ạ. Nói chung là nhiều ạ thôi. Nó xài mình xài bằng BlueStacks nha. Nói chung là để mình sẽ làm một cái clip riêng để mà mình chia sẻ lại cho các bạn. Cũng không khó gì, không khó gì đâu. Mình xài một lần 4 năm mà thôi, nhưng mà thường mình sẽ chơi trên laptop. Còn điện thoại thì mình cũng làm clip rồi, nhưng mà nó cũng một số dòng máy như mình đang xài Samsung, nhưng kiểu như mấy cái dòng khác thì mình không biết. Thật sự mình không biết iPhone này kia thì mình không không rành lắm, nên mình cũng không hướng dẫn cho các bạn được, chia sẻ được. Đây nó đang Kimon cố gắng là hút bạc nè các bạn. Nãy giờ cũng 4 phút 5 phút. 4 5 phút ấy. Các bạn cần chia sẻ gì thì có thể là để lại dưới bình luận giúp mình. Giờ này mình cũng khá bận nên không có thời gian để mà trả lời tất cả các. Nói chung là tin nhắn thì tại là mình không có rep tin nhắn nhiều quá bạn. Bận quá trời. Đây nha, ok. 514M, không biết nó để bộ đấy. Nó để bộ đấy. Kimon. Hello Kimon. Chào mừng bạn đến với. Thôi cái này nó cũng không biết là phải nói là cái gì. Bình địa. Chào mừng đã đến bạn đến với bình địa nha. Nè, đánh nhà bạn xong là bình địa luôn. Ok nè. Nó không đổi đồ nha, vậy là nó ốp cháy luôn. Kimon
chung là ôi trời đất ơi, mời 6 lính hơi cay chết, bị thương với chết có 30 50 k. Ngoài bên mình đi kỵ và nó sạch luôn, không luôn, bắt tướng rồi, kiểu bắt tướng mới có bắt tướng. Ôi không có gì, bạn chẳng này hơi cù bắp, khá là cù bắp, còn 400 mấy tội nghiệp quá trời. Có một em mười mấy lính, có một em mười sáu lính, một em mười sáu lính mà đi chủ lũy thế này thì tội quá trời luôn. Ông mình cũng cay lắm các bạn, mấy nay mình cũng ngủ quên, mình cháy mấy ngạc hoài, mình đang quay lại làm thêm đó. Em mấy này quá bận, đời sao lắm bất công thế này. Ok, mình giết được 149 k, nói chung là nó đều đều với nhau, nó sẽ đều. Nếu mà các bạn cần thì mình có thể là chia sẻ lại cho các bạn cách mà mình chơi trên laptop, nó nhiều cái tài khoản cũng bình thường thôi, nhiều bạn cũng biết rồi chứ không phải là không biết. Mình sẽ tìm thêm một cái kèo mới chứ đi này cũng sợ lắm, mỗi lần sợ đi xong ăn cam này kia mệt, này cam mới qua. Rồi rồi, tới công chuyện với cậu nữa đây nha. Ok, 700 m đồ xăng đang test, các bạn đang test, đang test mình qua sẵn luôn rồi. Ở nhà chơi quá là quá khó khăn. Ở đây là hiện tại mình đang ở K348 nha, 348, bạn nào qua thì có thể là qua chung à. Còn bị bên mình đánh hay không là mình không biết. Ok đây nè, sao ngày qua tôi gặp một cái bình luận mà tôi thấy đau lòng, không phải cái bình luận mà nhầm, một cái tin nhắn trên thế giới mà mình có post lại trên YouTube cho các bạn xem đó, cái dòng tin nhắn cay đắng đó đấy. Ủa alo, tôi di trú theo bang mà mọi người. Không, cái kiểu mà mình mấy năm mình bận đó các bạn, mình không có để ý nhiều đâu. Mình mới di trú qua 199, thế là chưa có ổn định gì hết á, cái nghe mấy anh bảo thôi đỡ ở không được. Ok thì di trú tiếp và 348 này, hiện tại mình đang ở 348. Mà, ôi đậu xanh, chàng thanh niên nào đi vào nhắn bảo mình, bảo là ban mình qua là tại mình ấy. Chứ tại mình phải tèo. Ôi đi kèo, kèo ấy là kèo, mới được mấy mờ lính rồi. Nói chung là các bạn xem giải trí thôi, với lại mình cũng không phải là mình chuyên về kỹ thuật hay này kia, bất kỳ game nào. Còn một bạn ngày hôm qua mình có đọc một cái bình luận, đó là mình kêu mình chơi game Liên Quân, kiểu như các bạn có kêu mình chơi Liên Quân hoặc là FF, Free Fire. Thì nói thật luôn nha, mình cũng bỏ khá là lâu rồi, và cái trình của mình phải nói là nó nằm ở đẳng cấp đáy xã hội, nó gà cực kỳ luôn các bạn, nó gà cực kỳ luôn. Nói chung là từ lên trên thì mình không 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 khẳng định đâu, nói chung là gà lắm, gà ơi là gà luôn. Nói chung là không có miếng chuyên môn kỹ thuật nào hết á, nên các bạn mà rủ mà mình đi đánh là thôi xong rồi, không có đâu, không được đâu, không có làm được, Liên Quân là không làm được. Nói chung là mấy game về chuyên môn kỹ thuật thì thôi xong, mấy game tư duy hay là những game chiến thuật nhẹ như thế này nè thì ok chơi tạm. Và hôm mình có làm Riot Kingdom nhưng mà tạm thời mình bị ngưng ngạc tí các bạn, mình ngưng ngạc tí, mình đóng tài khoản lại để mình tạm thời mình ngưng chơi nó tí, mình không có thời gian. Nhưng mà lính thì mình vẫn luyện lai rai, nhưng mà xây dựng này kia thì cũng tầm tầm thôi, cũng không nhiều, mình không có chăm. Mình thấy có một cái bình luận nói về là cái một số game như Forest Under Side với lại nó bị lỗi làm sao mà các bạn chơi tải không được. Tới bây giờ thì mình cũng nhớ nhưng mà mình không có lại thời gian để mà mình làm lại cái clip tiếp. Mình mới ra có 2 chương rồi. Mới ra 2 chương rồi, không có thời gian để mà làm tiếp được. HTML là vẫn tuyển thành viên nhưng mà kiểu như hôm dạo này hơi đông đông ấy, tại sao ấy? Các bạn đủ yêu cầu thì các bạn vào, không có mail của mình là anh ơi cho em vào ban được không, mà xách cái ạc mình mấy mờ nhắn tin với tôi là chịu rồi. Nói chung là mình không có thứ nhất là mình không phải là R4, thứ hai là dù có phải là R4 mình cũng không có quyền duyệt đơn, trừ khi là những anh em ok đủ điều kiện mới duyệt đơn thôi. 6 quái 2 một ngày, các bạn sẵn săn đủ 6 quái 2 một ngày là ok vào nộp
Với lại phải chịu đi chiến như thế này này, bản thân mình 500 mấy mờ okay, vẫn đi bình thường. Là dạo này nói chung là mình ít đi kèo. Ông R5 cũng thông cảm lắm các bạn, cảm quá trời. Mà không thiếu quái nữa, tại vì không có thời gian, phải thiếu quái quá trời. Ok, mình đang kèo tí. Kiểu đi làm rồi này làm này kia. Bạn hiểu YouTube này làm đam mê đó các bạn, đam mê luôn. Các bạn có muốn mình là hướng dẫn làm thêm YouTube không? Không nha, cái này là mình không làm nha. Tại vì nó qua cái chuyên môn khác. Bên YouTube thì nó sẽ có những nhiều kênh mà mình thấy nhiều kênh hướng dẫn làm. Các bạn có thể là qua kênh của Sơn Gym, qua kênh Sơn Gym coi. Mình thấy là bên đó là hướng dẫn rất chi tiết. Nếu mà bạn nào muốn làm YouTube, còn TikTok thì mình cũng định làm TikTok đấy chứ, nhưng mà chả có clip nào đăng cả. Giờ này hơi buồn, không có, khá là buồn. Đông thì vào 100k đi mọi người. Hôm qua cái kiểu như hồi sớm cũng được một cái kèo nữa, nhưng mà nó ngắn thời gian quá, cái mình xóa lỡ tay mình xóa luôn. Chả nhớ là mình dục ở đâu nữa. Mình buồn quá mình xóa quá. Kiểu như mình không có được lưu về máy các bạn, mình không có lưu về máy, mình bấm xóa luôn. Unu, ok Unu nhé. Đó là R5 nhà tôi. Vẫn ế chồng. Vẫn ế chồng nha mọi người. Đây có anh nào vào đây hốt thì vào nha, mình thấy chưa anh nào hốt được hết đấy. Mặc dù một số người vẫn không dám hốt. 700 và không đổi đô, lụm hàng cậu ơi. Nói chung là không tiếp viện là hơi khoai đấy. Nếu không có đét cũng hơi khoai. Trời ơi, mười mờ nhất nách thiệt ta ơi. 6 mờ ngón lành hôm lưng của rừng. Ôi ôi nhồi đất ơi. Quê cham nè, chưa đổi đồ nè. Chưa đổi đồ đó anh ơi. Đấy, bét này 5 bét nha. Bét bạn tạm tạm. Ok, trời ơi, nó đi hết dàn bộ dàn kỵ luôn. Tại hay quá. Ê, đậu xanh nó luyện T3, T1 mà nó đít thèm luyện T2 đậu xanh. Ảo vậy. Cho nổi. Nhức nách không các bạn. Trời ơi trời, nó luyện T1, T3 quá trời luôn mà T2 nó đít thèm luyện. Người ta nghịch lý vãi. Người ta là người ta không luyện T3, không luyện người ta không luyện T3, không luyện T1 nha. Nhưng mà T2 người ta phải luyện. Nó lại luyện T3. Nghịch lý. Sống là nghịch lý. Ôi nó bị chết. Trời ơi, T4 quá trời chết luôn. Kiểu này không, nhưng mà bây giờ hiện tại thì có Zero thì cũng ok hơn là vấn đề rồi solo rồi. 3M mà solo mấy man, chơi dữ vậy. Trời ơi, thêm một cái rally nữa, dài dài lít tí vãi thật. Trời trời, cái dàn tướng thủ của nó kìa trời. Nó tức cái lồng ngực. Ôi nó giấu những thầy ăn áo. Nó giấu lính. Các bạn xem cái dàn dàn tướng thủ của nó hình như nó bị nó giấu tướng các bạn, nó giấu tướng rồi, bởi vì nó cháy là phải rồi. Trời không có con, chỉ còn ngoài con hiệp sĩ quá hồng ra chả con nào xài được. Con dạ ưng này, con dạ ưng, con quyết lôi này, con này, bốn con chả con nào xài được hết. Ôi trời, để cái tướng thủ thành, để một clip sau mình sẽ làm cái clip phân tích tại sao một số tướng là không thể khả năng dùng được nhá. Không dùng được để thủ thành. Để mà các bạn chú ý thêm cái vấn đề là để tướng như thế này là chết rồi. Để tướng như thế này là chết rồi. Nha. Bét thì mình cũng làm rồi, nhưng mà vấn đề về tướng thì mình chưa nói chi tiết hết. Thôi thì clip của mình tới là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Mình cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ không riêng gì về game Lost Mobile này. Mình có làm một số game khác nữa, các bạn lên kênh mình ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem ạ.